tàu cá của ngư dân Thanh Hóa bị tàu của Trung Cộng đụng chìm. Rạng sáng ngày 1 tháng 6, trên vùng biển cách đảo Mê ở huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa, khoảng 2 hải lý về phía đông, một tàu cá của ngư dân Thanh Hóa đã bị một tàu của Trung Cộng đụng chìm. Chiếc tàu cá gặp nạn có công suất 60 CV do anh Lê Văn Luyện, ngư dân ở xã Hải Ninh, huyện Tĩnh Gia làm thuyền trưởng, đang hành nghề giã cào ở trên biển thì bất ngờ bị một chiếc tàu sắt của Trung Cộng đụng trực diện, khiến cho 4 ngư dân ở trên tàu bị hất văng xuống biển. Do tuổi cao sức yếu lại bị tai nạn quá bất ngờ nên ông Lê Văn Tâm, 61 tuổi, cha của anh Luyện đã bị sóng biển cuốn trôi. 3 ngư dân còn lại ở trên tàu bị sóng biển đánh dạt vào khu vực đảo Mê. Tàu của các ngư dân khác hoạt động gần khu vực tai nạn xảy ra đã kịp thời cứu vớt được 3 ngư dân này và đưa họ vào điều trị tại bệnh viện đa khoa ở huyện Tĩnh Gia. Do bị đâm quá mạnh, tàu cá của anh Luyện đã bị chìm ngay sau đó. Đến 15 giờ chiều ngày 1 tháng 6, thi thể của ông Lê Văn Tâm đã được các tàu tìm thấy và đã được đưa vào bờ.